Em chào cả nhà, hôm nay là buổi tối ngày 22 tháng 10 năm 2022 Em sẽ lên một video về giao bếp để giao lưu với cả nhà mình tiếp nhé Em là Lục Linh ạ, chuyên bán giao và đặc sản ở Cao Bằng Các bác có thể gọi điện trực tiếp hoặc kết nối zalo qua số 0981 583 598 Nhà em bán dao có bảo hành 1 năm Và trước khi thanh toán thì các bác được xem hàng nhé Xem có đúng mẫu và đúng số lượng đặt hàng với em không thì mình nhận hôm nay thì có bốn con thôi cả nhà ơi ở đây em có hai con chặt gà vịt và hai con thái ngoài ra thì có một cái kéo nữa nên bây giờ em nghĩ là mình sẽ lên kéo trước nhá lên cái kéo này cũng là của phúc sen làm thế nên là lâu lâu thì em mới lên thôi nên bây giờ em lên kéo luôn cho các bác cái kéo này thì để cắt vải cắt chỉ dùng trong sinh hoạt hàng ngày rất là tốt nó cũng làm từ nhíp xe luôn đấy ạ kéo này đen hai mặt Đấy, đây là loại kéo to Em bán với giá là 100 nghìn nhá Giá không thay đổi ạ, rất là sắc và nhọn Các bác có thể dùng hàng ngày được Cái này thì không làm bếp được đâu nha các bác ơi Không khuyến khích các bác làm bếp đâu Tại vì đây nhíp xe nên nó không được sạch sẽ Nếu mà các bác muốn làm bếp thì lấy cái con inox ấy Con inox là của nội địa chung em có bán kèm Loại đấy là 120 Nhưng mà hôm nay thì em tìm mãi không thấy Nên em lên cái kéo này trước Đây ạ Nó sẽ là hai mặt đen như này rất là sắc chủ yếu là để cắt giấy cắt vải thôi 100.000 ạ tiếp theo là những con dao em sẽ đọc mỗi con là một mã và các bác mua hàng thì nhớ giúp em nó là con dao mã số mấy nhá để em dễ tìm hàng hơn cho chúng ta đầu tiên là một con dao chặt gà vịt con này thì là bản truyền thống này một trong những kiểu dao đời đầu của Phúc Sen được làm từ nhíp xe và hai mặt sẽ để đen nhưng mà các bác để ý giúp em là cái mặt dao ấy nó sẽ không được láng mịn đấy ạ, à, các bác thấy không? ạ, Em nghiêng một cái là chúng ta thấy trên bề mặt này còn lưu lại những cái vết búa đập rèn của những người thợ lành nghề đấy ạ. À. Đấy, hai mặt này nó sẽ không được mài nhẵn nhụi đâu nhá, vì đây là hàng đa phần làm từ thủ công. Kết cấu của nó thì sẽ dày 5 đến 6 ly, nặng 700 g ạ. À. Con này có hai đinh đồng. Đấy, khâu chốt đồng ạ. À cán gỗ thì đóng cán gỗ cầm chỉ nhá bác nào đã mua dao của nhà em rồi thì sẽ nhìn rất là quen đúng không ạ mình chưa cần nghe video giới thiệu nhưng mà nhìn hình ảnh là con dao chúng ta nghĩ ngay đến lục linh dao phúc sen rồi đúng không ạ <laughs> con này thì để chặt gà vịt được băm thịt được chặt được xương được nhưng mà chặt được xương bé thôi nhé cả nhà ơi giá bán không thay đổi ạ hai trăm năm nghìn những giá này thì chưa bao gồm phí vận chuyển nhé các bác cộng giúp em 30.000 một đơn ship đồng giá 30.000 còn nhiều hơn thì em bỏ tiền túi em bù vào cho các bác tại vì bình thường nếu mà em gửi một đơn hàng từ cao bằng vào trong miền nam miền trung ấy thì cũng sẽ rơi tầm khoảng 42 đến 38.000 một đơn cơ nhưng mà em sẽ làm tròn thôi làm tròn với nhau 30.000 hết tiếp theo ạ cũng là một mã chặt gà vịt nhưng mà đây là mã liền chuôi hay là còn gọi là cán sắt đấy ạ mã này thì cũng nhiều bác thích ở trên em thật ra dùng cái mã liền chuôi này nhiều ấy các bác ơi Yeah, rất là đơn giản nhưng mà nhiều bác thì lại thích có cán gỗ hơn. Thế nên là hôm nay em đem đến cho cả nhà mình hai sự lựa chọn này. Con này rẻ hơn nhá. Con này có 180 thôi cả nhà ơi. Con này 180 thôi tại vì đây các bác nhìn này, kết cấu thì vẫn là giống như con vừa nãy, mã số 2 này thì cái lưỡi dao này, đây là của một xưởng khác. Đấy, nhà em là lấy dao từ nhiều xưởng nên các bác để ý là cái lưỡi dao cái phần sắc bén này nó sẽ rộng hơn nhá. Và cái này không có cán gỗ không có đinh đồng khâu đồng thế nên là cái chi phí để làm nên con dao này nó ít. Vậy nên là giá thành nó mới rẻ. Đấy con này là trăm tám thôi ạ. Một trăm tám mươi nghìn nặng sáu trăm gram Hôm nay là em đi có việc về muộn nên video đăng xong là à, à, quay xong là em đăng luôn. Thế nên các bác nhìn con dao nó sẽ không được sáng như ban ngày nhá. Em quay buổi tối nên là ánh sáng nó hơi yếu. Một trăm tám mươi nghìn mã số hai nhá. Em để qua đây rồi lát nữa em sẽ đem lại cho các bác xem tiếp đến là em có hai con dao thái nhưng mà các bác nhìn này hai con thái này thì một con nó sẽ bé hơn một con to hơn nó lệch có một tí thôi đây em để vào gần cho các bác nhìn này nó chỉ là khác nhau cái bề rộng thôi còn kết cấu vẫn thế nhá chuyên để thái rau thái thịt được con này các bác gọt hoa quả luôn cũng được này tại vì nó gọn hơn còn ở đây Dạ, đều có dấu phúc sen nhé. Hôm nay em lên thì đều là dao truyền thống, có nhiều điểm tương đồng giống nhau. Em không lên con chặt xương nhưng mà nếu mà các bác thích lấy thì vẫn có. Tại vì em thấy là chặt xương đa phần chúng ta đi mua ở ngoài quán ngoài hàng ấy thì thường mình cho những anh chị bán hàng mình chặt cho luôn rồi. Thế nên là hôm nay em lên những con thái và con chặt gà vịt. Đây là những con dùng được quanh năm và gần tết rồi, các bác có thể dùng những mặt hàng dao mình mang đi tặng ông bà thông gia này. Anh em, người quen, bạn bè Đấy, tặng một bộ dao hoàn chỉnh có 4 con thì cũng là một cái gợi ý không tồi một tí nào luôn Đây ạ, con này thì em bán với giá là 200.000 nha các bác ơi Đây là mã số 3 Mã số 3 200.000 ạ Và cuối cùng là mã số 4 Đây, mã số 4 này em bán là 180.000 Hai con này thì nó dày giống nhau Dày từ 2 ly thôi dày khoảng 2 ly thôi nhưng con chặt là à những con thái này thì nó không quá là dày đủ để chúng ta thái thoải mái rồi và về cân nặng nhé em sẽ lên con số 3 trước này con số 3 là nặng 300 g tiếp theo con số 4 số 4 là nặng 200 g đấy nó chỉ lệch một xíu thôi các bác thích lấy con nào cũng được hai con này là hai con thái bây giờ em sẽ dơ lại cho các bác xem mã số 1 nhé mã số 1 là cái con chặt gà vịt này nhìn khá là giống nhau đúng không các bác con chặt gà vịt với con thái ấy, nó chỉ khác nhau về cái độ dày thôi độ dày và cái cân nặng của nó thôi ạ còn nếu mà đã về cơ bản về những mẫu truyền thống thì nó khá là giống nhau đây ạ em sẽ quay lại từ đầu cho các bác xem để mình cùng ngắm lại các bác cứ xem thoải mái tại vì ở phúc sen ấy có rất là nhiều shop bán hàng của da phúc sen trong một xã Phúc Sen thì có nhiều xóm và nhiều xưởng Thế nên là chúng ta cứ xem lựa chọn ưng ừ, con nào ưng ừ, nhà ai và cảm thấy tin tưởng thì các bác chốt đơn Đây là con số 1 chặt gà vịt 250 này Con này là chặt gà vịt liền chuôi 180 này Số 3 này là cái con thái 200 Và số 4 là 180.000 con thái Các bác có thể xem và lựa chọn nhé Ngoài ra trong trang cá nhân của em thì cũng có đăng nhiều video về dao đi rừng và dao bếp Các bác cứ vào album mình kéo xuống mình xem Và đây là cây kéo Kéo này thì cây nào cũng giống nhau nên em không làm số ạ 100.000 một cây kéo Đấy, video hôm nay thì em quay xong rồi Chúc cả nhà mình có thật là nhiều niềm vui và giây phút ý nghĩa bên bạn bè, người thân Rất mong sẽ được các bác ủng hộ lục linh dao Phúc sen thật nhiều ạ Xin cảm ơn và hẹn gặp lại